quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của VC Home. Như thường lệ, chúng ta sẽ đến với chuyên mục chia sẻ các mẫu thiết kế đẹp cũng như là chiêm ngưỡng các mẫu nhà mà chúng ta đang thấy hot ở thời điểm hiện nay. Hôm nay Thu Trang sẽ giới thiệu với quý vị một căn biệt thự 2 tầng và mang theo phong cách bán dân cổ điển. Nên nếu quý vị nào đang có nhu cầu muốn xây dựng một căn biệt thự 2 tầng và mang theo phong cách này thì quý vị đừng bỏ lỡ qua số này nhé. Và trước khi đến với công trình ngày hôm nay thì Thu Trang xin giới thiệu sơ lược cho quý vị về VC Home. VC Home là đơn vị thiết kế và thi công trọn gói trên khắp 63 tỉnh thành. Dù cho quý vị đang ở miền Bắc, miền Trung hay là miền Nam thì cũng có thể liên hệ ngay qua số hotline để chúng tôi có thể hỗ trợ cho quý vị về các mẫu nhà mà quý vị đang muốn thiết kế theo. Ngoài ra thì VC Home sẽ có rất nhiều các trang thông tin cũng như là các kênh để cho chúng ta chiêm ngưỡng các mẫu nhà. Đầu tiên sẽ là kênh TikTok VC Home, là kênh chia sẻ rất nhiều các mẫu nhà đang hot, đang thịnh hành cho quý vị này. Tiếp theo kênh YouTube VC Home là toàn bộ thông tin chi tiết các công trình quý vị đã yêu thích và được xem trên TikTok. Và cuối cùng fanpage website của VC Home sẽ đầy đủ các hoạt động cũng như là các công trình chúng tôi đã và đang thiết kế thi công trọn gói. Nên là quý vị yên tâm, quý vị có thể liên hệ ngay qua số hotline hoặc là để lại comment dưới video này để chúng tôi có thể là hỗ trợ luôn cho quý vị về mẫu nhà mà quý vị đang hướng tới nhé. Và quay trở lại với công trình ngày hôm nay, như Thu Trang đã giới thiệu, đó chính là công trình biệt thự 2 tầng mang theo phong cách bán thân cổ điển. Ở công trình này thì vừa được VC Home thực hiện thiết kế tại thành phố Thái Nguyên, với một nơi kinh tế rất là phát triển cũng như là có rất nhiều các mẫu nhà được mọc lên, thì phong cách bán tân cổ điển cũng như là tân cổ điển thì sẽ được rất nhiều các chủ đầu tư lựa chọn để xây dựng trên các khuôn viên đất rộng để chúng ta có được một căn nhà vườn vừa đạt độ thẩm mỹ cũng như là công năng thì hợp lý theo nhu cầu của gia đình. Và đây sẽ là mẫu công trình ngày hôm nay chúng ta. Mẫu công trình được thiết kế cho chị Yến tại thành phố Thái Nguyên này. Quý vị có thể quan sát được đây là mẫu công trình 2 tầng và cũng khá là quen thuộc với cái phong cách thiết kế của VC Home rồi đúng không ạ? Đầu tiên chúng ta sẽ thấy được những cái đặc điểm để cho chúng ta nhận biết được đây là một phong cách bán tân cổ điển. Đó chính là đầu tiên chúng ta có thể nhìn ở sảnh nhé. Công trình này thì sẽ có hai sảnh này. Với hai sảnh thì đều được sử dụng kích thước cột rất là lớn này. Và trên cột thì sẽ có được những cái chi tiết phào chỉ gờ nổi cũng như là những cái đường ở đầu cột rất là đẹp để cho chúng ta nhận biết được đây là một công trình mang theo phong cách bán tân cổ điển. Và cái thứ hai đó là gì ạ? Chúng ta nhìn cái phần sảnh từ tầng 1 cho đến tầng 2 đều có cái phần nhắc lại, đó chính là sảnh hình vòm như thế này. Nó cũng là một điểm đặc trưng rất là lớn trong phong cách này. Và tiếp theo, đồng nhất với cái việc chúng ta sử dụng hình vòm như vậy thì sẽ có được ở trên những cái hệ thống cửa sổ. Chúng ta quan sát ở trên hệ thống cửa sổ cũng như là cửa chính của công trình á. Cửa sổ trên tầng 2 và cửa chính của công trình sẽ được sử dụng ở đây là cửa hình vòm. Đó, kể cả chúng ta có thể là không sử dụng nhôm kính tại cửa chính cũng được. Chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng các chất liệu như là thép vân gỗ hay là gỗ cũng được. Thì ở đây chúng tôi đã tư vấn cho chủ đầu tư sử dụng toàn bộ hệ thống cửa nhôm kính. Nhôm kính thực ra là hiện nay tôi đang thấy có rất nhiều các mẫu mã khác nhau. Chúng ta nhìn nhôm kính có vẻ như là sẽ phù hợp hơn với cái mẫu công trình như thế này. Thì quý vị nếu mà đang có cần tìm hiểu về các vật liệu xây dựng cũng như là những cái vật liệu hoàn thiện thì chúng ta có thể để lại số điện thoại hoặc là liên hệ với VC Home để chúng tôi có thể tư vấn cho quý vị về những cái vật liệu như thế này nhé. Rồi, có một đặc điểm nữa để cho chúng ta nhận biết được ở trên chi tiết công trình như thế này để mang theo phong cách bán tân cổ điển, đó chính là cái phần ban công. Chúng ta có thể quan sát được là ban công ở trên tầng 2 cũng đã sử dụng những cái phần ban công hình vòm rất là đẹp mắt. Và cái vật liệu sử dụng ở đây thì sử dụng là nhôm đúc hoặc chúng ta có thể sử dụng sắt sơn tĩnh điện cũng được. Nhưng mà tôi Trang thấy là với cái phong cách này thì chúng ta sử dụng cái nhôm đúc nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều nha quý vị. Đồng thời nữa, khi mà nhìn tổng thể á, quý vị có thể thấy là tổng thể cổng tường rào của công trình này cũng đã được chúng tôi thiết kế sơ bộ là có cái phần cổng, cửa cổng là nhôm đúc này, và phần tường rào cũng có cái phần chất liệu nhôm đúc này, thì nó sẽ đồng nhất và nó sẽ đẹp hơn, sang trọng hơn. Với một bộ hồ sơ của VC Home thì chúng ta sẽ có luôn cái phần sơ bộ như thế này. Sơ bộ sân vườn sẽ giúp chúng ta nhìn tổng thể rất là rõ ràng. Có thể là sau này chủ đầu tư xây theo cái phần tổng thể này cũng được, rất là hài hòa rồi đúng không ạ? Và với cái bố cục công trình như thế này thì chúng tôi cũng đã lựa chọn đó chính là sử dụng hệ thống ngũ cấp để cho công trình được cao ráo hơn, đồ sộ hơn. Và với hệ thống mái ở đây là mái Nhật độ dốc vừa phải nữa thì chúng ta hoàn toàn có thể thấy là bố cục rất là cân đối, thi công rất là nhanh chóng, tiết kiệm chi phí cho
mọi người nên là mọi người cũng chủ yếu sử dụng hệ thống mái trong các công trình hiện nay nhé quý vị. Màu sơn thì chủ yếu chúng tôi vẫn tư vấn cho các chủ đầu tư sử dụng ở đây là màu sơn trắng sứ kết hợp với gam màu ngói, ở đây là màu ngói xanh than rất là đặc sắc. Và nhìn tổng thể chúng ta thấy được là cổng tường rào cũng được sử dụng luôn là màu trắng sứ toàn bộ. Đó, nhìn công trình rất là đẹp. Đồng thời các kiến trúc sư sẽ không quên bố trí cây xanh ở chân công trình nữa để tạo điểm nhấn cũng như là tạo điểm xanh cho công trình, để công trình có được cái độ lưu thông không khí rất là tốt. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đi sâu vào bên trong luôn để xem là với cái công trình như thế này thì thiết kế kích thước cụ thể và công năng được bố trí như thế nào nha quý vị. Công trình này được thiết kế với kích thước mặt tiền ở đây là 9m này, 9m tròn. Và chiều sâu ở đây thì lên đến là 12,7m, gần 13m nha quý vị. Rất là rộng rãi. Đi từ sảnh chính vào thì sẽ có một cái sảnh đón đầu tiên, sảnh rất là rộng này. Đó, cái này chúng ta có thể trang trí cái phần nội thất ở bên trong. Khi mà chúng ta đi vào trong, chúng ta sẽ đập ngay vào mắt là cái phần kệ tủ, tủ rượu chẳng hạn, hoặc là cái phần kệ tủ tivi được trưng bày rất là đẹp chẳng hạn. Cái này thì hiện tại là hồ sơ của nhà chị Yến thì vừa mới hoàn thiện cái phần hồ sơ ngoại thất. Và chị Yến cũng có sử dụng luôn thiết kế nội thất, dịch vụ thiết kế nội thất của VC Home. Những số sau thì Trang sẽ giới thiệu rõ ràng hơn quý vị về cái phần nội thất như thế này nhé. Phía bên phải thì sẽ là không gian phòng khách, ở đây diện tích rộng 40m2 này. Đó, được bố trí hai cái phần cửa sổ rất là rộng và chúng ta có thể giao lưu trực tiếp bên ngoài luôn. Và ở đây cũng được đặt bộ ghế sofa rất là lớn, được chưa ạ? Cái phần kệ tủ mà chúng ta nhìn thấy khi mà đi vào phần sảnh đón thì sẽ được ngăn cách khéo léo giữa không gian phòng khách và khu vực cầu thang luôn. Đi sâu vào bên trong thì sẽ là phòng bếp và phòng ăn luôn. Phòng bếp, phòng ăn ở đây được kết hợp diện tích là 30m2 và từ đây chúng ta có thể đi ra lối sảnh phụ luôn, rất là rộng rãi nha quý vị. Đất ở đây cũng khá là vuông vức, đẹp đúng không ạ? Rồi, khi mà đi sâu bên trong nữa thì sẽ còn một vệ sinh trung tầng. Một vệ sinh trung tầng rộng rãi, rơi vào 4,5m2. Cũng có một lối chúng ta đi trực tiếp ra phía sân sau nhà. Và tại tầng 1 sẽ được bố trí một phòng ngủ khép kín, diện tích rơi vào 16m2. Đó, riêng cái phần vệ sinh của phòng ngủ này cũng đã đến 4,5m2 rồi ạ. Tại tầng 1 thì sẽ có bố cục là một phòng ngủ này, phòng khách và phòng bếp ăn. Đó, chúng ta cùng đi lên tầng 2. Còn lại trên tầng 2 thì sẽ là các không gian của phòng ngủ và phòng thờ nhé. Khi đi lên tầng 2 thì phía bên tay trái sẽ còn một phòng nhạc nữa này. Chúng ta nhìn quan sát phòng nhạc thì cũng rơi vào diện tích là 14m2. Bên cạnh đó là một vệ sinh trung tầng, diện tích rơi vào 4,5m2, đồng trục với vệ sinh của phòng ngủ phía bên dưới này. Và đối diện với phần cầu thang thì sẽ là khu vực phòng thờ, diện tích rơi vào 14m2, vừa đủ để có được một phòng thờ ấm cúng này, cũng như là hướng gặp mệnh với gia chủ, hướng sẽ hướng về phía phần sảnh phụ của công trình nha quý vị. Và bên cạnh đây thì sẽ là một phòng ngủ tiếp theo ở trên tầng 2 thì diện tích rơi vào 14m2. Thu Trang thấy là 14m2 cũng khá là rộng rãi rồi đấy ạ. Phòng ngủ này cũng có một phần ban công nữa, rất là đẹp. Còn lại phía bên tay phải cầu thang thì sẽ là một phòng ngủ master. Phòng ngủ này rất là rộng, diện tích rơi vào 36m2, bởi vì nó còn được chia ra làm phòng thay đồ này, nhà vệ sinh riêng này, đó, và khu vực ngủ riêng. Ngoài ra thì sẽ được bố trí đến 3 cái ban công, 2 ban công nhỏ, 1 ban công lớn, rất là rộng rãi. Với bố cục công trình này thì sẽ có 3 phòng ngủ như vậy. Chúng ta hoàn toàn có thể là sử dụng, nếu mà 4 phòng ngủ chúng ta hoàn toàn có thể thay phần phòng nhạc cũng như là chia cái phần phòng ngủ lớn ra thêm làm phòng ngủ cho gia đình mình nữa. Cái này tùy thuộc vào nhu cầu mỗi gia đình nhé quý vị. Còn nếu quý vị đang có mong muốn sở hữu một công trình như thế nào hay là công năng như thế nào, quý vị hoàn toàn có thể để lại bình luận ở phía bên dưới hoặc là liên hệ ngay với hotline của VC Home để chúng tôi sẽ hỗ trợ quý vị về mẫu nhà mà quý vị đang mong muốn thiết kế. Còn giờ Thu Trang xin kết thúc video tại đây. Hẹn gặp lại quý vị trong những công trình đẹp tiếp theo. Xin chào quý vị.